Sau buổi chiếu sớm ở bờ Tây nước Mỹ, nhiều nhà phê bình và khán giả tiếp tục có những đánh giá rất tích cực dành cho bom tấn Aquaman và thậm chí nhiều người cho rằng đây là bộ phim xuất sắc nhất của DCU. Mặc dù thì trước đó những phản ứng ban đầu của giới phê bình trong các suất chiếu kiểm tra phản ứng của nhà chuyên môn dành cho Aquaman cho thấy bộ phim hay nhưng không quá xuất sắc. Một số khán giả thì cho rằng Aquaman còn hay hơn cả Wonder Woman về cách xây dựng tính cách nhân vật và bối cảnh. Thế giới Atlantic mà đạo diễn James Wan xây dựng được cho là hấp dẫn và lôi cuốn hơn hẳn hòn đảo Themyscira. Bên cạnh đó thì nhiều ý kiến khác cho rằng tuyến nhân vật phản diện của Aquaman là Black Manta và Orm là hai trong số những nhân vật phản diện được chuyển thể hay nhất trên mảnh rộng, tốt hơn nhiều so với thần Ares trong Wonder Woman. Trên Twitter, nhiều người cũng đưa ra ý kiến đánh giá rất tích cực dành cho bộ phim. Nhiều người đồng lòng cho rằng đây là bộ phim đáng khen ngợi của DCU, giúp Warner Bros. Vượt qua rớp đen thất bại của Justice League năm 2017. Đạo diễn James Wan từng khẳng định Aquaman sẽ mang phong cách khác biệt với những tác phẩm trước đó của DCU. Ngoài Jason Momoa, bộ phim còn có sự tham gia của các tên tuổi lớn khác như Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson hay Gwyneth Paltrow. Aquaman được trông đợi là trở thành cú hích vòng vé của hãng Warner Bros. Trong mùa phim cuối năm nay và dự kiến ra rạp từ ngày 14 tháng 12 tới.